Chiều ngày 11 tháng 9, Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại sân khấu MTV Thành phố Hồ Chí Minh để chủ trì buổi lễ cúng tổ ngành sân khấu. Từ đầu năm 2016, Mr. Đàm đã trở thành ông chủ của phòng trà nổi tiếng này. Bàn thờ tổ được Mr. Đàm trang hoàng rất đẹp mắt. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh đứng ra tổ chức một buổi lễ giỗ tổ nghề. Anh hy vọng đây là dịp để đông đảo nghệ sĩ gặp gỡ, trò chuyện với nhau, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Hàng trăm nghệ sĩ đã đến dự lễ cúng tổ tại sân khấu MTV của Đàm Vĩnh Hưng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.